Chào mọi người, như mọi người đã biết thì mình là một người con của vùng cao Hà Giang. Và bây giờ thì Tùng và Mít sẽ kinh doanh sản phẩm vua của Quác Lại Mật, mật ong hoa bạc hà đặc sản vùng cao Hà Giang. Mình đã thu mua lại của bà con vùng cao để là cầu nối gửi đến tất cả các bạn. Nên mọi người hãy cứ tin tưởng và yên tâm về chất lượng, giá cả cùng một mức giá thay vì mua các loại sản phẩm mật ong như nhãn, vải, cà phê. Mà bây giờ thì các bạn có thể mua được sản phẩm vua của Quác Lại Mật thì các bạn sẽ chọn loại nào? Rất mong được các bạn ủng hộ qua số điện thoại 0986 678 642. Xin chào tất cả các bạn thân mến đã quay trở lại với video của Tùng và Mít. Và hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và đây là một nơi rất là linh thiêng, một nơi có thể nói là bất kỳ người Việt Nam nào cũng muốn đến. Bởi vì đó là nơi yên nghỉ, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và thật là may mắn cho kênh Tùng và Mít vì bọn mình hôm nay đã được đến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tỉnh Quảng Bình. Thực sự là đây là một cái vinh hạnh rất là lớn dành cho kênh Tùng và Mít. Và bọn mình cũng muốn giới thiệu đến tất cả các bạn, những người xem kênh Tùng và Mít, về nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và thật sự đây là một nơi rất là linh thiêng và bất kỳ người Việt Nam nào cũng muốn đến đây để thắp những nén hương. Theo thông tin mình được biết thì hiện tại khu vực mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đã từ ngày 16 tháng 4 năm 2022 đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương. Nên là nếu mà mọi người đến đây thì cần phải đăng ký trước thì mới có thể vào được. Như ở cái phần cách đây tầm 1 cây 6 này có rất là nhiều những đoàn xe đã đến, nhưng mà rất là nhiều đoàn đã phải quay lại bởi vì là họ không thể vào để chưa đăng ký ấy, nên là chưa thể vào để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được. Và bọn mình rất là may là được các anh cũng đã từng sinh sống tại Nga và hiện tại đang làm việc tại tỉnh Quảng Bình đã giúp đỡ để mà đoàn gồm có mình, Daniel, Archom với lại Luba bọn mình có thể đến và thắp hương cho bác. Đại tướng Nguyên Giáp của Việt Nam mình là huyền thoại, giống như là tướng Nguyên Soái Du Quốc tiểu kiều. À, huyền thoại Du Quốc. Tức là sự so sánh. Vâng, bọn mình trước khi đến đây thì cũng đã mua hoa với lại mua hương để vào viếng Đại tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là sinh ra và lớn lên ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nhưng là lúc bác mất thì được bác chọn cái địa điểm ở đây là tại đây là gọi là Vũng Chùa Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Là đây là an nghỉ cuối cùng của Đại tướng. Ở phía bên trên này đúng không ạ? Là đang đây là phần mộ của Đại tướng trên kia. Địa thế ở nơi này như thế nào? Đây thì là khu núi. Vâng. Núi nó nhô ra biển, nhưng đặc biệt đằng trước này là có cái, đi lên đây một đoạn thì nhìn rõ hơn, thì có cái đảo Yến. Dạ. Thì theo như người ta nghĩ là cái đảo Yến này là giống cái bức bình phong, cái bức bình phong về phong thủy đấy. Thì nó đây là có cái đảo đằng kia đấy. Đấy, cái đảo này này, người ta gọi là đảo Yến này. Dạ vâng. Đấy, khu vực này gọi là Vũng Chùa Đảo Yến. Vâng. Đây nó có cái vinh, gần như cái vinh đấy, xong là có cái đảo Yến đấy. Thì mộ của Đại tướng nó đặt đây này. Thì theo hướng phong thủy là có cái bức bình phong đang chắn biển đấy. Dạ. Anh có thể kể cho mọi người được nghe một chút về cái như khi mà ở trên ô tô em có nghe về việc khi mà vào cái ngày mà đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ này thì có rất là nhiều người dân cả nước đã đến con đường mà để đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với nơi này đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là ngày đấy anh cũng chứng kiến, tức là dạ, cái ngày đấy là cách đây cũng nếu chính xác là bác mất năm 2013. Thì cách đây 10 năm đấy. Còn hôm nay thì bác lại mất thì ở tại Hà Nội. Dạ. Thì sau đó là cái đoàn xe tang đưa bác ra sân bay để mà đi máy bay vào Quảng Bình ấy, thì là rất là nhiều, rất là đông bà con người dân là hai bên đường tiễn bác. Và thật cảm động là vào Quảng Bình thì tại sân bay Đồng Hới là anh là người lúc đấy hai bố con cũng đi đưa tiễn bác, thì người rất là đông. Anh cũng chạy xe theo sau đoàn xe, anh là người cuối cùng. Ấy anh có một cái clip quay về cái ngày đấy. Anh đang giữ dài khoảng hơn 1 tiếng hô. Xe chạy từ sân bay ra tận chỗ này, nhưng bọn anh tắc đường ở đằng kia. Cái đây khoảng 7 cây là tắc đường đấy, không vào đây được. Sau xem lại truyền hình thì thấy đấy rất là đông. Đây là khu vực này là
Thực tế anh thì cũng là làm bên có cái bên Hội Việt Nga tỉnh thì được may mắn là cũng nhiều đoàn đến đây và xin phép với gia đình đại tướng thì cũng được vào đây rất nhiều lần. Nhất thứ bảy tuần vừa rồi là ngày 15 tháng 6 là cũng là đưa một cái đoàn 75 người của hồi anh chị em ngày xưa sống và làm việc ở thành phố Kursk, Liên bang Nga, Liên Xô ngày xưa đấy, cũng vào thăm ở đấy. Nói chung tình cảm của dân dân đối với bác thì vô bờ bến rồi. Nói chung là đặc biệt là những người dân Quảng Bình rất tự hào, và tôi là anh là người Lệ Thủy đấy, cùng quê với đại tướng, nhà ba mẹ anh cách nhà đại tướng khoảng hơn 2 cây. Lúc đầu thực tế là người dân Lệ Thủy bọn anh cứ nghĩ là bác mất là về quê Lệ Thủy cơ. Nhưng sau đấy mấy ngày sau thì là được biết là bác là đưa về đây. Thì tất nhiên về đây thì là cũng là Quảng Bình, cũng quê hương của bác. Tôi tổ 3 người mà lại được. Địa điểm này có hướng phong thủy là nhìn ra bên đảo. Nhìn ra đảo phía đây là nếu mà chính cái gọi là cái hướng thì mình không rõ lắm, nhưng là nhìn ra đây là đảo Yến thì nếu theo anh nghĩ đây là hướng đông nam. Hướng này khả năng là hướng đông nam, vì là phía đông là biển đấy mà, phía nam đây là hướng chắc là đông đông nam. Theo anh nghĩ là khả năng là cái hướng đấy. Mình nếu đặt cái la bàn ra thì chắc là hướng đông đông nam. Em có đọc được thông tin trước khi mà đến đây thì là mộ của bác nằm ở ngay phía chân đèo ngang đúng không anh? Đây là chân đèo ngang. Vâng, đây đúng rồi, chân đèo ngang để nhắc nhở con cháu đời sau là luôn luôn phải giữ gìn đất nước. Thì và đó là tưởng. Một cái điểm tấn công rất là tốt và để bảo vệ đất nước rất là tốt. Anh có thường xuyên đến viếng bác không ạ? Anh đi cũng là không thường xuyên lắm, nhưng cũng may mắn là từ ngày bác về mất thì là hồi trước ấy, tức là những năm bác mới mất thì là có cán bộ chiến sĩ quân đội ở đây là túc trực canh gác, và cả cái đoàn của nhân dân đều đến, cán bộ nhân dân mọi miền tổ quốc đều đến thăm bác ở đây. Nhưng khoảng gần một năm lại đấy ấy, thì là gia đình có cái bác ngoài kia là đang gọi là sửa chữa đấy, gọi chắc là trồng cây cối hoặc sửa chữa mọi thứ thì là hạn chế cho khách vào. Vâng. Nên gần như là ít đoàn được vào. Và mình đoàn của mình thì may mắn là thật là cũng có những người bạn trong Hội Việt Nga thì có cái mối quan hệ với gia đình đại tướng, là đặc biệt là anh Võ Điện Biên ấy. Dạ. Thì mỗi lần mà có đoàn của Hội Việt Nga mà muốn vào dâng hương cho đại tướng thì anh là người nhờ những người bạn thân của anh là gọi điện cho bác anh Võ Điện Biên, và anh Võ Điện Biên cho phép mới được vào. Giống hôm nay mình phải đưa một cái danh sách và là người trưởng đoàn và chụp cái hình ảnh chiếc xe của mình đi thì để cho các cái anh bảo vệ ở đây cho vào. Dạ. Chứ không cho vào mở rộng như ngày xưa. Dạ. Thì không biết lý do, vì gia đình cũng có cái việc riêng của gia đình. Dạ. Chắc là muốn hạn chế về cái thăm, vì số lượng người rắm rất là đông. Dạ. Vì trong giai đoạn đang trung tu sửa chữa, với ngoài cổng là có cái bảng đang đê đấy. Vâng. Nên mọi người cũng phải thông cảm. Còn anh cái chuyến gần đây nhất là cái hôm thứ bảy vừa rồi, là ngày thứ sáu vừa rồi, ngày 15 tháng 6 là có cái đoàn của Hội Hữu nghị Việt Nga thành phố Kursk, Liên bang Nga. Ngày xưa là các anh chị em làm việc bên đó, và hôm vừa rồi kỷ niệm gặp mặt hàng năm thì tổ chức cả nước là tại Quảng Bình. Thì đi thăm phong nha suối nước mọc ngoài thử trong thì là anh cũng là người xin phép cho đoàn vào đây, là đoàn đi 75 người gồm 4 xe, 2 xe to, 2 xe nhỏ. Hôm nay là đoàn mình là tình cờ là ra đây là cũng nhờ những người bạn, người anh em trong hội có mối quan hệ với gia đình đại tướng thì xin phép để vào. Cũng rất nhiều người là mong muốn vào thăm bạc lắm, nhưng vì cái điều kiện không cho phép nên có nhiều đoàn cũng đến nhưng không vào được.
Nhưng đoàn của mình là những gọi là những người may mắn nhất đó, là được vào viếng bác. Luôn luôn được canh gác 24/24 đúng không? Đấy là có, đấy là gia đình, người của gia đình là ấy cho con. Hồi trước thì thấy có một cái, ngoài này có một đơn vị quân đội, hình như bên bộ đội biên phòng hay gì đấy, là người ta cũng bảo vệ, rồi là cũng gọi là sắp đặt đưa đón bà con ở các nơi. Đảo Yến có thể là ngày trước là đã có chim yến. Chim yến đấy. Vâng. Chim yến làm tổ mọi thứ, người ta đặt là đảo yến. Cái này là thuộc vô là địa danh của địa phương. Ừ. Cũng chùa đảo yến. Ông bạc năm cái thể đẹp đúng không? Tĩnh lặng. Em ở đứng dưới đứng em nhìn lên mà cây bọc em nhìn mình ngai vàng. Ngai vàng nó giống một cái ghế, em tưởng tượng có một cái ghế mà mình ngồi cân đối như thế. Là màu bạc nằm dưới. Cái chuông này là hồi xưa gia đình bạc xây là lúc bạc chưa mất. Dạ. Là làm cái thập chuông này rồi. Là chỉ như cái cửa. Như vậy là bác đã đến khắp nơi trên Việt Nam. Bác đã đến đây để xem địa thế trước và sau đó mà xây tháp chuông. Thật sự đây là một cái cơ hội rất là may mắn đối với bọn mình khi mà có thể được đến nơi mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là một trong những cái cơ hội cực kỳ lớn, cực kỳ hiếm hoi mà hầu như tất cả người dân Việt Nam nào cũng đều muốn đến thắp nén hương để viếng bác. Thật sự là đây là một niềm hạnh phúc cực kỳ lớn đối với bản thân mình cũng như là đối với các bạn Nga này, bởi vì các bạn thì rất là yêu thích Việt Nam mà các bạn cũng đã đọc về lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và biết được rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như là Đại tướng Du Cốp của Nga ấy, thì đều là những là vị danh tướng cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ giỏi ở trên thế giới. Vâng, thưa các bạn thân mến, vào video của Tùng và Mít khi mà được đến thăm mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đến đây xin được kết thúc. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho Tùng và Mít nhé. Và nếu ai muốn đến thăm mộ bác Giáp thì hãy liên hệ với gia đình và cũng như là chính quyền địa phương để có thể là được vào thắp nén hương cho bác Giáp, cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!